Quý vị và các bạn, theo nhiều người dân sống ở khu vực thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới phản ánh, từ đầu năm 2017 đến nay, rác thải sinh hoạt của người dân không có người thu gom, khiến một lượng lớn rác thải tồn đọng, bốc mùi hôi thối, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân xung quanh. Đây là điểm tập kết rác thải của nhiều hộ dân thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trung bình mỗi ngày, có hàng chục kg rác thải được tập kết tại đây. Bên cạnh đó, nhiều người không có ý thức còn vứt rác bừa bãi, tràn cả ra lề đường, rất phản cảm. Ngày qua ngày, lượng rác thải được tập kết ngày một nhiều hơn, nhưng không có người thu gom, vận chuyển đến bãi rác theo quy định. Vì vậy, rác đã bị phân hủy theo thời gian, bốc mùi hôi thối ngày một nặng nề hơn. Gia đình tôi là ở sát đây, mà không phải hưởng cả cái mùi này là chịu không nổi. Là vì có trẻ em trẻ đô nữa, là không bảo đảm để sống cho trẻ em với gia đình. 37 hộ dân ở ngoài sông đảo là bài rác là đưa ra tập trung ở trước cửa nhà của tôi, do đó là ảnh hưởng là công tác vệ sinh môi trường là nó quá cái cỏ do nôm ấy, là bốc vô là trong nhà là hôi chịu không nổi. Cái đó thì thời gian sắp tới là đề nghị là chính quyền cấp trên là có cái phương pháp giải quyết là trước hết là cho có người thu gom rác giống như những năm trước, thời gian trước, với lại là xử lý được cái hồ rác hiện tại đang còn ở đây để cho nó đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cho những hộ dân ở xung quanh đây. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước năm 2017 tại thôn Hà Dương có bà Lai Thị Gắng chuyên thu gom rác thải của thôn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 do sức khỏe không đảm bảo nên bà xin nghỉ. Đến nay, địa phương vẫn chưa tìm được người thay thế. Do không có người thu gom rác, nên nhiều người dân đã vứt rác thải bừa bãi. Trước thực trạng đó, nhiều hộ dân sống xung quanh đã không ít lần phải tự thu gom và mang rác thải đi nơi khác. Nhưng chỉ vài ngày sau, rác lại chất thành từng đống lớn. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo chính quyền địa phương. Nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Trong những năm vừa qua thì được cái sự phát triển của chung của trong toàn xã thì cái việc thu gom này là được ủy ban rất là quan tâm. Trong thời gian qua thì các thôn đều được là bố trí là người để thu gom. Đối với 4 thôn ở vùng dưới là thu gom trong một ngày là một lần, còn từ thôn Hà Dương trở lên thì 2 ngày một lần thu gom. Nói là vậy, nhưng trên thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở thôn Hà Dương đã gây không ít bức xúc đối với người dân sở tại. Lý giải về vấn đề này, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh cho rằng. Trong thời gian vừa qua, thì ở thôn Hà Dương, do là một chị là thu gom là bị đau cho nên là xin nghỉ. Trước cái tình hình đó thì việc thu gom rác ở thôn Hà Dương là có phần là chậm trễ. Hiện nay thì để xử lý cái việc đó thì ủy ban xã đang là tìm kiếm là người là để là thay thế. Tình trạng rác thải tập kết bừa bãi ở khu vực thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, gây bức xúc đối với người dân trong thôn. Để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nói trên, chính quyền địa phương xã Bảo Ninh cần có biện pháp để khắc phục triệt để tình trạng xả rác thải bừa bãi. Về phía người dân cũng cần nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, thể hiện mình là người có văn hóa, văn minh đô thị.